Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Vlog. Hôm nay tôi xin trình bày với các bạn về giá trị dinh dưỡng arginine trong sản xuất thức ăn thủy sản. Thì để tiện theo dõi thì các bạn có thể like vào trong trang YouTube của tôi, đó là LB Work Vlog, và bấm vào cái biểu tượng hình chuông để các bạn có thể theo dõi được những cái video tiếp theo trong thời gian tới về các chủ đề về dinh dưỡng động vật, dinh dưỡng thủy sản, axit amin và các axit amin chức năng. Thì như chúng ta đã biết, arginine là một trong những axit amin có nhiều chức năng trong mô tế bào của động vật. Arginine tham gia vào quá trình sản xuất ra nitric oxit, hay là sản xuất polyamine, hay là sản xuất ornithine, tham gia vào chu trình ure và tạo ra creatine, tham gia vào quá trình cung năng lượng. Thì về nitric oxit, chúng ta thấy được là nitric oxit tham gia vào quá trình chống oxy hóa, dẫn đến là giảm stress, về stress nóng hay là stress lạnh. Thông qua cái việc mà sản xuất nitric oxit từ arginine, thì nitric oxit nó giúp cho giãn mạch máu, cung cấp những cái dòng oxy hay là dinh dưỡng cho cơ thể, do đó nó cung được dinh dưỡng vào trong mạch máu và mang chất dinh dưỡng đến cho tế bào, giúp cho cái vật nuôi của mình nó giảm mỡ bụng. Arginine tham gia quá trình sản xuất polyamine, giúp cho quá trình phân chia tế bào được thuận lợi hơn và tăng chức năng sinh sản. Khi mà arginine tham gia quá trình tổng hợp đạm xương, kích thích hormone tăng trưởng, thì nó giúp cho xương được hình thành, dẫn đến là vật nuôi nó tăng trọng nhanh hơn. Đối với lại những cái động vật về thủy sản hay là về gia cầm, thì họ những cái con vật nuôi này nó không có khả năng là đào thải ure, thì arginine tham gia vào chu trình ure để loại thải ammoniac. Và một chức năng mà gần đây chúng ta thường hay đề cập đến là trên con gia cầm, nó là tăng tỷ lệ quầy thịt ức, thì chúng ta nói đến creatine. Arginine tham gia quá trình tổng hợp creatine để giúp cung năng lượng tạo cho cơ. Vậy thì arginine có rất là nhiều chức năng. Trước đây chúng ta chỉ biết đến arginine như là một loại axit amin. Tuy nhiên trong những năm gần đây thì về những cái chủ đề về axit amin chức năng ngày càng được chú trọng, ví dụ như là valine, isoleucine, arginine, hay là những cái axit amin trong thời gian tới, ví dụ như là histidine và những cái axit mà có vai trò như là nucleotide, đó là AMP hay là GMP, ngày càng được đề cập đến trong cái quá trình mà chúng ta nghiên cứu về dinh dưỡng động vật. Thì các lĩnh vực mà áp dụng của arginine, ví dụ như ta thấy thường là arginine được sử dụng để sản xuất những cái chất bổ sung và phát triển cơ, thì từ những cái phòng tập gym á, thường người ta hay bán những cái sản phẩm mà có chứa rất là nhiều arginine, hay là chúng ta thường nói đến cái thuốc cường dương, ví dụ như là Viagra. Thì chúng ta biết được rằng là trong thành phần của Viagra nó chứa khoảng 70% arginine, nó giúp cho thư giãn cái thành mạch máu, giúp cho cái hoạt động được tốt hơn. Hay là nước tăng lực, nước uống tăng lực mà chúng ta thường hay uống, thì arginine tham gia quá trình tạo năng lượng cho cơ, giúp chúng ta thấy khỏe mạnh. Này, những cái thuốc mà giảm mỡ bụng cũng là chứa thành phần arginine, và đặc biệt là arginine có chứa trong hầu hết tất cả các loại thuốc dưỡng tóc, thuốc mọc tóc. Về chức năng của nitric oxit hay còn gọi là NO, thì ta biết được rằng arginine á, thì tăng cái khả năng mà sản xuất ra nitric oxit và nó giúp cho co giãn thành mạch máu. Thì đây là một cái mà đề tài được giải Nobel về y học, thì do ba ông tiến sĩ là ông Ferris, ông Robert và Louis đã nghiên cứu ra và khám phá ra nitric oxit, được xem như là một cái phân tử tín hiệu giúp cho sự thư giãn mạch máu. Thì về chức năng của nitric oxit mà họ khám phá ra được là trong tế bào nội mạc, thì nó giúp cho giãn mạch máu, kiểm soát được huyết áp và ngăn ngừa đông máu. Trong tế bào thần kinh thì kích hoạt được tế bào thần kinh ngoại vi, hay là trong tế bào bạch cầu thì ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn và ký sinh trùng. Đây là chức năng chính của nitric oxit. Thì quá trình sinh tổng hợp nitric oxit được tổng hợp từ arginine bởi nitric oxit synthase. Ta biết được rằng là arginine đưa vào trong cơ thể thì dưới tác động của nitric oxit synthase thì sẽ sản sinh ra được là citrulline cộng với lại nitric oxit,
Thì thông qua việc mà bổ sung arginine, chúng ta sẽ tạo ra được nitric oxide. Về chức năng nitric oxide thì nitric oxide chúng thấy được đây là nitric oxide, nó giúp cho làm thư giãn cái thành mạch máu này. Khi có mặt của arginine thì sản sinh ra nitric oxide và giúp cho thư giãn thành mạch máu. Do đó thì là máu được vận chuyển tốt hơn. Đây là cơ chế chính giúp cho cái mạch máu nó thư giãn, linh hoạt, thì chất dinh dưỡng và oxy được luân chuyển trong mạch máu. Thì chúng ta biết được là có một số cái dạng bài tiết amoniac, thì đối với lại động vật thủy sản hay là động vật trên những loài thú có túi hay là gia cầm, thì ta thấy được protein hay là acid amin nó được tổng hợp thành nhóm amin hay là kết hợp bằng những cái gốc mà nucleic acid khác nó tạo ra nhóm amin. Thì nhóm amin này muốn được đào thải ra ngoài thì nó phải đào thải qua, ví dụ như ở trên cá hay là động vật thủy sản thì nó thải ra amoniac qua men hay là qua trong quá trình mà trao đổi phân. Đối với lại động vật có túi cũng thế, thải ra ure, và đối với là gia cầm, chim hay là các loài côn trùng thì nó thải qua dạng muối muối urat của axit uric. Tuy nhiên thú nuôi á, có một số con ví dụ như cá hay là gà, vịt thì lại không có chu trình bài tiết ure. Như vậy thì là cần phải có arginine cung cấp vào trong khẩu phần thức ăn cho những cái con vật nuôi này để nó giải phóng cái ure ra ngoài. Như vậy thì đối với lại những vật nuôi này thì acid amin, arginine trở nên là acid amin thiết yếu đối với lại vật nuôi, như cá hay gia cầm. Ta thấy được là chu trình ure và sinh tổng hợp nitric oxide, thì khi mà có mặt arginine thì là arginine sẽ giúp cho đào thải ure ra ngoài môi trường, và arginine sẽ sinh tổng hợp ra nitric oxide thông qua cái hoạt động của enzyme là nitric oxide synthase. Khi mà chúng ta làm công thức thức ăn thủy sản, hầu như đối với lại động vật thủy sản có nhu cầu đạm cao nên là chúng ta thường có cung những cái loại nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật, ví dụ như là cá hay là các loài tôm cua hay là từ bột xương thịt. Nhưng mà ta thấy được ở đây là hàm lượng arginine có trong các loại nguyên liệu. Thường chúng ta sử dụng những cái loài cá để làm bột cá thì hầu như cái lượng arginine rất là cao, lên quanh tầm khoảng 7% so với lại cái nguyên liệu là bột cá. Tuy nhiên gần đây thì cái bột cá nó ngày càng hạn chế do yếu tố là cạnh tranh với lại nhu cầu thực phẩm của con người, hay là yếu tố về phát triển bền vững, không có khả năng cung cấp được bột cá thì các nhà sản xuất thức ăn thủy sản họ chuyển qua sử dụng những cái phụ phẩm từ quá trình chế biến động vật, ví dụ như là bột xương thịt, hay là chuyển sang sử dụng cái khô đậu nành. Thì ta thấy được mà khi chuyển từ bột cá sang khô đậu nành thì mất đi khoảng 1% arginine trong khẩu phần. Hay là nếu mà chúng ta sử dụng ở những cái phụ phẩm ví dụ như là bột xương thịt hay là bột gan mực đi chẳng hạn, thì hầu như là mất đi rất là nhiều, khoảng 2% arginine. Thì một cái điểm mà chúng ta cần chú ý là khi bạn mà thay thế bột cá bằng khô đậu nành hoặc các loại đạm thực vật hay bột xương thịt, bột gan mực, thì chúng ta nên quan tâm cái arginine trong cái công thức của mình. Về các chức năng của arginine thì arginine nó có bốn chức năng chính, đó là cải thiện quá trình tăng trưởng, được xem như là một cái loại acid amin thiết yếu trong động vật thủy sản. Thứ hai nữa, arginine tham gia vào quá trình giảm stress. Như chúng ta biết được, stress thì có rất là nhiều loại stress, ví dụ như là stress nóng, stress lạnh, vận chuyển cũng gây ra stress, hay là áp lực bệnh tật nó cũng gây ra stress trên động vật thủy sản. Chức năng thứ ba là giảm mỡ, trong quầy thịt hay là giảm mỡ trong cái bụng của con cá chẳng hạn, thì chúng ta sẽ khi mà chúng ta giảm mỡ được thì chúng ta sẽ nâng cao được cái tỷ lệ quầy thịt. Và chức năng thứ tư đó là tính ngon miệng hay tính dẫn dụ thức ăn. Arginine có cái tính dẫn dụ rất là cao trong thức ăn thủy sản.
Bây giờ chúng ta sẽ tham khảo chức năng thứ nhất, đó là chức năng cải thiện tính tăng trưởng, hay là còn gọi là tham gia quá trình tổng hợp đạm. Arginine đóng vai trò như là acetamin thiết yếu. Thì arginine tham gia vào trong hấp thu được qua gan và chuyển hóa thành creatine để tham gia vào tổng hợp cơ, hay là arginine sẽ tham gia vào ở trong gan để giúp cho đào thải ure ra bên ngoài, và arginine cũng tham gia vào quá trình tổng hợp đạm trong cơ thể. Arginine có rất là nhiều chức năng như chúng ta đã đề cập ở trên. Thì chức năng chính ở động vật thủy sản á, thì là arginine giúp cải thiện được tăng trưởng. Nhìn hình đây tôi thấy sơ đồ mạng nhện, tôi thấy được là khảo sát về nhu cầu acetamin trên động vật thủy sản, ví dụ như đây là con cá nheo hay là con cá chép, cũng đây là một con cá chép hay là cá hầu, chúng ta thấy được là đầu tiên nhu cầu acetamin đầu tiên đối với động vật thủy sản là vẫn là lysine được làm chuẩn. Tuy nhiên khác với lại những cái vật nuôi khác, ví dụ con gà, thì con gà là ở trên con gà thì là nhu cầu acetamin thứ hai nó là methionine. Người chúng thấy được là ở vật nuôi thủy sản nhu cầu arginine là đóng là vai trò arginine, nhu cầu arginine ở vị trí acetamin thiết yếu thứ hai. Bên cạnh đó chúng ta sẽ thấy được là threonine là cũng là có nhu cầu rất là cao đối với loài động vật thủy sản, valine cũng vậy, isoleucine cũng là một cái nhu cầu cao đối với động vật thủy sản. Ta thấy được arginine là acetamin thiết yếu đối với động vật thủy sản. Vì sao? Vì động vật thủy sản thì không có cái chu trình ure hay là sinh tổng hợp arginine. Arginine là acetamin giới hạn thứ hai trong nhu cầu acetamin thủy sản. Thì về thứ tự trong thủy sản thì là lysine là acetamin giới hạn thứ nhất, arginine là acetamin giới hạn thứ hai, threonine là thứ ba. Và tôi tin rằng là valine, histidine và isoleucine là những cái acetamin dần trở nên thiết yếu khi mà chúng ta giảm độ đạm trên động vật thủy sản. Thì nhu cầu arginine thì thay đổi theo từng loài, nó có thể thay đổi cái tỷ lệ arginine trên lysine thay đổi từ khoảng 74 đến 125%. Động vật thủy sản thì có nhu cầu arginine là cao nhất. Để thấy tất cả các loài tôm là nhu cầu arginine cao, tới đến là cá biển, rồi cá nước ngọt, rồi gia cầm, rồi heo. Thì khi mà nguyên liệu động vật thì có chứa arginine cao hơn so với lại nguyên liệu thực vật. Nếu mà chúng ta tiếp tục sử dụng nguyên liệu động vật thì là chúng ta không cần quan tâm tới arginine nhiều. Tuy nhiên hiện tại là đây là xu hướng chuyển sang sử dụng những cái loại nguyên liệu thay thế tạm động vật, là chủ yếu là khô đậu nành, thì là chúng ta cần phải quan tâm đến cái hàm lượng arginine trong khẩu phần. Ta thấy được ở bột cá thì arginine chiếm khoảng 7%, khô đậu nành chiếm khoảng là 5,9%, bột xương thịt là 4,9% arginine. Như vậy là chuyển thay thế bột cá bằng khô đậu nành hay là thay thế bột cá bằng bột xương thịt thì hầu như khẩu phần chúng ta đang thiếu arginine. Arginine giúp thúc đẩy ra hormone tăng trưởng cùng với việc tổng hợp đạm. Chúng ta thấy được đây là hormone tăng trưởng. Thì khi mà chúng ta bổ sung nâng cái tỷ lệ arginine từ 5 gram lên 9 gram thì ta thấy được là cái nồng độ hormone tăng trưởng nó tăng lên. Thì đây là cái tương tác giữa arginine và hormone tăng trưởng. Mà thấy được là nếu mà chúng ta bổ sung arginine thì nó có tác động kích thích tăng trưởng. Xét đến nhu cầu arginine trên một số vật nuôi, ví dụ như là con cá yellowtail hay là con cá vây vàng. Cá vây vàng thì chúng ta thấy được đây là trọng lượng, gia tăng trọng lượng. Nếu mà chúng ta nâng cái hàm lượng arginine trong khẩu phần lên khoảng chừng 2.74 thì chúng ta thấy được là trọng lượng nó được tăng cao nhất. Đối với lại tôm thẻ chân trắng, thế tôm thẻ chân trắng thì cái nhu cầu của arginine nó khoảng 2.32% trong khẩu phần. Như vậy thì chúng ta thấy được đây là cái đường này tăng lên. Khi mà bổ sung arginine tăng lên thì cái gia tăng trọng lượng riêng biệt của con tôm thẻ chân trắng này nó tăng lên theo. Hay là trên con cá nheo của Mỹ. Cá nheo của Mỹ thì lên quanh khoảng chừng 1.75 là tỷ lệ tối ưu để cho
giúp cho tăng trọng lượng của con cá nheo lên. Hay là con tôm ở vùng Bắc Băng Dương thì nhu cầu cũng khoảng chừng 2.05%, thì giúp cho trọng lượng của con tôm này nó tăng cao nhất. Thì arginine là một loại acid amin thiết yếu. Như vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra, nếu mà dư thừa lysine hoặc là arginine thì cái hậu quả nó như thế nào? Thì việc mà dư thừa arginine hoặc là lysine đó, thì là nó sẽ làm giảm tăng trưởng, do cái lysine và arginine nó có tính đối kháng. Thứ nhất là arginine và lysine thì có cùng cơ chế hấp thu, do có cùng cấu trúc phân tử. Ở đây chúng ta thấy là cấu trúc phân tử lysine và cấu trúc phân tử arginine, nó chỉ khác nhau ở một góc là nhóm amin. Thứ hai nó là khi dư thừa lysine hoặc là arginine thì arginine nó bị phân hủy để thúc đẩy hoạt động cái enzyme là arginase trong tế bào. Như vậy thì chúng ta xét đến yếu tố đầu tiên là yếu tố dư thừa lysine thì cá nó bị giảm tăng trọng. Như vậy thì giải pháp là chúng ta tăng arginine lên. Nếu mà trong trường hợp mà thừa arginine thì cá cũng bị giảm tăng trọng, thì giải pháp chúng ta là nâng cái mức lysine lên. Và điều quan trọng và cốt yếu là chúng ta phải cân bằng cái tỷ lệ giữa arginine và lysine trong khẩu phần thức ăn của mình, mà chúng ta trước đây chúng ta chưa có đề cập đến. Hầu như trong thức ăn thủy sản, ví dụ như tôm hay cá, cá tra, cá diêu hồng hay cá biển, thì ít người quan tâm đến việc mà sử dụng arginine trong khẩu phần. Và hầu như là cho tới thời điểm này thì có rất ít công ty quan tâm tới và xem lại trong cái khẩu phần dinh dưỡng của mình có đủ hay chưa. Và chức năng thứ hai của arginine đó là tự chân giảm stress. Như chúng ta đã biết thì stress ở mùa nóng thì cũng gây ra stress, lạnh quá thì cũng gây ra stress, trong quá trình vận chuyển đi từ nơi này nơi khác nó tạo ra stress, hay là dịch bệnh ví dụ như là gan thận mũ trên cá tra, hay là đốm trắng hay đầu vàng trên tôm, nó cũng gây ra áp lực stress. Thì khi mà bổ sung cái arginine trong khẩu phần thì cái nitric oxit được tổng hợp giúp cho cá có khả năng chịu đựng được nhiệt độ nóng hoặc nhiệt độ lạnh tốt hơn. Chúng ta thấy được stress oxy hóa thì khi mà có khẩu phần arginine thì giúp cho nó giảm được cái stress oxy hóa này. Arginine thì có khả năng giải phóng enzyme liên quan đến khả năng chống chịu stress bằng cách là điều hòa sự giải phóng sức đề kháng của cá. Chúng ta thấy đây là khi mà chúng ta thấy được là nếu mà bổ sung ở đây chữ DAF là Donor Formation, SOD là Superoxide Dismutase, đây là một cái chỉ số oxy hóa, HSP hay còn gọi là heat shock protein, cũng là một cái chỉ số bị sốc nhiệt, hay là insulin like factor, đó là kích thích tăng trưởng. Thì thấy được những cái khẩu phần đây là chỉ số SOD. Khi mà bổ sung arginine vào thì chỉ số SOD này là chính là chỉ số về oxy hóa, thì nó giúp cho chống oxy hóa. Khi mà chúng ta, đây là thí nghiệm trên con nematode, thì khi mà bổ sung arginine vô thì nâng cái chỉ số SOD và nâng cái chỉ số SSP lên, thì nó giúp cho giảm stress oxy hóa và giảm stress nhiệt. Như vậy thì đối với lại khẩu phần mà có arginine thì con vật nuôi hay con cá ăn tôm của mình đó, nó ít bị stress nhiệt hơn và ít bị stress oxy hóa hơn. Như chúng ta đã biết thì ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta khảo sát nhiệt độ ở những cái vùng miền khác nhau, ví dụ như đây là thay đổi nhiệt độ trung bình ở Hà Nội, hay còn đặc trưng gọi là ở miền Bắc. Chúng ta miền Bắc thì nhiệt độ thấp nhất lên quanh khoảng tầm 13 và cao nhất khoảng 34 từ tháng 1 cho tới tháng 12, và cái lượng mưa trung bình của chúng ta cũng dao động, mưa nhiều nhất là ở tầm khoảng chừng tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9. Như vậy thì ở điều kiện nhiệt độ lạnh thì lại mưa ít, lượng mưa thấp, nhiệt độ cao thì là lượng mưa nhiều.
Nhưng mà ở đây ta thấy được là nhiệt độ trung bình của Hà Nội thay đổi theo mùa và theo chu kỳ. Xét đến nhiệt độ trong miền Nam đó là thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệt độ trong miền Nam trong thành phố Hồ Chí Minh thì tôi thấy được nhiệt độ thấp nhất là khoảng 22 độ và nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ. Và cái sự dao động nhiệt độ là tương đối là hẹp so với lại ở miền Bắc. Tuy nhiên ở miền Nam thì cái lượng mưa nó dao động rất là lớn. Đối với lại ở miền Nam thì hầu như tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 hoặc là tháng 12 lượng mưa rất là ít. Như vậy thì ở đây là cái mật độ mà ví dụ như ở đồng bằng sông Cửu Long hay là ở miền Nam chúng ta thì cái độ mặn nó sẽ tăng lên. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà nuôi trồng thủy sản của chúng ta. Thường á thành ở cái vùng miền Nam chúng ta hay là thành phố Hồ Chí Minh á, thì có môi trường nuôi nó tương đối là chưa thuận lợi lắm cho cái việc nuôi trồng thủy sản vào những cái thời điểm ví dụ như là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Đây là những cái thời điểm mà áp lực về dịch bệnh nè, rồi áp lực về 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 ô nhiễm môi trường rất là nhiều ở cái giai đoạn mà sau Tết của chúng ta. Thì khi chúng ta quan tâm đến cái giảm stress thì về giảm stress lạnh thì đây là một cái thí nghiệm ở trên con cá hồi ở bên 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 châu Âu, thì ta thấy được khảo nghiệm cái việc mà bổ sung arginine rồi bổ sung glutamate hay là bổ sung là tetra DC thioacetic acid hay còn gọi là TTA lên cái việc mà hiệu quả sản xuất hay là tỷ lệ chất lượng quầy thịt trên con cá hồi. Ta thấy được là ở đây người ta khảo nghiệm từ tháng 4, giữa tháng 4 cho tới là giữa tháng 9. Khảo nghiệm là liên quan khoảng 6 tháng, 5 tháng, từ tháng 4 đến tháng 9 khoảng 5 tháng. Thì người ta bắt đầu thí nghiệm vào giữa tháng 4 và tới tháng 6 là lấy mẫu một lần. Tháng 7, cuối tháng 7 lấy mẫu một lần và kết thúc vào giữa tháng 9. Thì chúng ta khảo nghiệm được là thấy được là nhiệt độ nó thay đổi theo thời gian. Từ tháng 4 thì nhiệt độ nó tăng lên cho tới tháng 6, sau đó nhiệt độ nó giảm xuống cho tới tháng 7 và từ tháng 7 nó sẽ tăng lên cho tới tháng 9. Thì khảo sát về tỷ lệ arginine là 1.5%, glutamate là 1.5% hay là 0.25% TTA. Thì ta thấy được là ở cái khẩu phần mà có sử dụng arginine thì trọng lượng của con cá nó cao nhất, tốt nhất. Đối với lại tỷ lệ mỡ ở trong cá thì khẩu phần mà sử dụng arginine là có tỷ lệ mỡ thấp nhất. Và xét cho toàn chu kỳ nuôi thì là trọng lượng cuối cùng của con cá có khẩu phần sử dụng arginine là cao nhất. Thấy được là tác động của cái việc bổ sung arginine vào trong khẩu phần của con cá hồi nó có tác dụng rất là tốt ở góc độ là gia tăng trọng lượng của con cá hay là cái tỷ lệ mỡ ở trên cá cũng thấp hơn so với lại các nguyên liệu khác ví dụ như là glutamate hay là TTA. Thì đối với lại việc chăn nuôi cá thì cái việc mà vận chuyển là chúng ta không thể tránh khỏi, ví dụ từ quá trình nuôi mà cá mà cá bột lên cá hương thì chúng ta cũng đã vận chuyển rồi, thì cá hương chuyển đi qua nuôi trồng từ những vùng khác thì cũng là phải là vận chuyển. Như vậy thì trong quá trình vận chuyển thì cá nó bị stress. Ở đây thì người ta nghiên cứu trên con cá bơn. Cá bơn thì nghiên cứu cái khẩu phần arginine bổ sung vào để xem coi cái việc mà chúng ta vận chuyển thì nó sẽ có giúp được là nó tăng lên cái khả năng chống chọi về bệnh tật hay là tăng sức đề kháng ở trên con cá bơn hay không. Thì thấy được rằng ở đây cái khả năng mà về về chống chịu stress chịu chống thì ta xét đến là nitritoxit, hàm lượng nitritoxit ở đây chúng ta thấy được là cái tỷ lệ arginine trên lysine là 102, 129 và 162. Thì ta thấy được là so với lại mẫu đối chứng thì nếu mà bổ sung arginine vào trong khẩu phần thì cái tỷ lệ sản sinh ra nitritoxit nó được tăng lên. Và đối với lại cái miễn dịch mà thụ động, miễn dịch thụ động không đặc hiệu ví dụ như là lysozyme, chỉ số lysozyme chúng ta thấy được rồi. So với lại mẫu đối chứng hầu như những cái mẫu mà có sử dụng arginine là cái tỷ lệ
lysozyme cao hơn so với lại mẫu đối chứng. Thì trong quá trình vận chuyển thì chúng ta quan tâm đến cái tỷ lệ chết, thì thấy được rằng là giữa cái việc mà khẩu phần mà có bổ sung arginine, đây là khẩu phần bổ sung arginine ở đây là 162 phần trăm so với lại lysine thì nó giảm được khoảng 20% tỷ lệ chết so với lại cái khẩu phần là đối chứng ra là 129 phần trăm. Và ở đây là người ta có challenge một cái loại vi khuẩn chích vào để tạo ra áp lực về bệnh tật. Về stress và bệnh tật thì chúng ta cũng khảo sát ở đây là trên con cá này là con cá nheo Mỹ đối với lại cái bệnh gan thận mẫu. Ở Việt Nam chúng ta thì hầu như là cái bệnh gan thận mẫu ai cũng biết trên con cá cha. Thì chúng ta cũng quan sát xem coi cái khẩu phần mà có chứa arginine nó có giúp cho cái việc mà chống lại cái bệnh gan thận mẫu ở trên con cá cha hay không. Ở đây người ta bổ sung cái tỷ lệ này là 0,6, 1.8 và 4.2% arginine so với lại khẩu phần đạm của cái thức ăn cho trên con cá nheo Mỹ. Thì người ta thấy được rằng là ở khẩu phần mà có tỷ lệ bổ sung là 0,5 đến 1% thì tỷ lệ mà chết nó rất là cao. Nè, đây chết 0,5 thì tỷ lệ chết gần 35%. Nếu mà 1% arginine thì nó chết khoảng 15%. Tuy nhiên nếu mà nâng lên 2% arginine hoặc là 4% arginine chúng ta thấy được tỷ lệ chết nó giảm rất là đáng kể, lên quanh khoảng 5-7%. Vậy nếu mà với một khẩu phần chỉ cần nâng cái từ 0,5 lên 2% thì chúng ta đã giảm được khoảng là 30% tỷ lệ chết ở trên con cá nheo Mỹ đối với lại cái bệnh là gan thận mẫu này. Nếu mà ở trong điều kiện Việt Nam chúng ta mà chúng ta xây dựng khẩu phần mà có quan tâm đến bổ sung arginine thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho cái việc mà giảm stress về bệnh tật ở trên con cá cha của ta, đặc biệt là giảm đi một phần cái tỷ lệ chết đối với lại bệnh gan thận mẫu. Thì chức năng thứ ba của arginine đó là giảm mỡ và nâng cao chất lượng bài thịt. Chúng ta biết được arginine thì nó tham gia vào quá trình tổng hợp polyamin. Khi mà có arginine thì nó sẽ sản sinh ra ornithine và tạo ra nhiều purestrin, và cuối cùng đó, chúng ta thấy được là khi mà tổng hợp nhiều arginine vào á thì là nó sẽ sản sinh ra nhiều purestrin, và bổ sung arginine thì tạo ra được creatine hay là cũng tổng hợp được nhiều nitric oxide. Về chuyển hóa chất béo, chúng ta mà nâng cái hàm lượng arginine thì chúng ta sẽ nâng lên được cái tổng số cái polyamin, nó giảm chuyển thành acetyl coenzyme A và gây ra là nó sẽ giảm việc tổng hợp malonin, dẫn đến là nó giảm tổng hợp chất béo, hiện tượng lipogenesis, là tổng hợp béo, tích tụ béo lại. Và khi đó thì nó giảm đi cái hàm lượng CPT thì nó giảm, nó sẽ giúp cho cái việc mà beta oxy hóa nó được tăng lên, thì nó lại đốt axit béo, nó giảm đi cái axit béo ở trong cơ. Thì về giảm mỡ, chúng ta tóm tắt được là arginine thì với sự có mặt của nitric oxide sinh thai thì sẽ tổng hợp nên nitric oxide, từ đó thì giúp cho thư giãn mạch máu và cung cấp được chất dinh dưỡng hiệu quả hơn. Thì cũng giảm mỡ do là quá trình tổng hợp đạm được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Và bên cạnh đó thì với sự có mặt của arginine thì giúp cho việc mà giảm tổng hợp cái tích tụ béo hay là nâng cao cái việc mà oxy hóa cái axit béo này đi thì nó cũng gây ra giảm mỡ. Vậy thì arginine sẽ giúp giảm mỡ trong cái khẩu phần thức ăn và có arginine đầy đủ, và quá trình nuôi cá hay là quá trình chăn nuôi chúng ta nó sẽ đạt được mục tiêu là
chúng ta sản xuất ra thịt, chứ mục tiêu của chúng ta là sản xuất ra đạm chứ không phải là sản xuất ra mỡ. Thì bổ sung arginine giúp chúng ta đạt được mục tiêu là giảm mỡ và nâng cao được cái chất lượng quầy thịt. Thì đây là một cái thí nghiệm ở trên cái con cá hồi về cái khẩu phần arginine lên cái việc mà chuyển hóa năng lượng thông qua việc tổng hợp polyamine. Thì ta thấy được rằng là đối với lại cái việc mà bổ sung arginine vào trong khẩu phần thông qua cái tỷ lệ là arginine trên lysine mà càng tăng lên á, thì ở đây là chỉ số SAM thì nó giảm xuống và cái hàm lượng burestrin đó nó lại tăng lên và acetyl coenzyme thì nó lại giảm xuống. Như vậy thì thông qua cái việc mà giảm cái chỉ số SAM và nâng cái chỉ số burestrin thì bằng cách là nâng tỷ lệ arginine trên lysine thì chúng ta thấy được là nó tổng hợp được nhiều polyamine hơn bằng cách là chúng ta nâng cái mức arginine. Và khi mà chúng ta giảm tổng hợp axit béo thì bằng cách là nâng cái mức arginine lên. Vì arginine nó giúp cho tiêu thụ mỡ như là một cái nguồn năng lượng để tổng hợp polyamine. Ở đây chúng ta cũng thấy được đây là chỉ số CPT như vừa đề cập. Khi mà chỉ số này nó cao lên thì cái việc mà oxy hóa beta này, oxy hóa axit béo nó sẽ nhiều hơn. Thì nó sẽ làm cho cái hàm lượng axit béo trong quầy thịt nó giảm xuống, giúp cho chất lượng quầy thịt tốt hơn. Hay là cái chỉ số polyamine nó tăng lên thì nó sẽ giúp cho cái việc mà tổng hợp mỡ trắng nó sẽ giảm xuống. Như vậy kết luận rằng là khẩu phần mà chứa arginine thì nó thúc đẩy tiêu thụ năng lượng bằng cách tổng hợp polyamine và nâng cao cái sự oxy hóa beta của chất béo để giảm mỡ bụng. Đây là một cái chỉ tiêu rất là quan trọng. Đó là lại trên con cá cha, cá điêu hồng hay con cá rô bây giờ chúng ta cũng đang quan tâm tới việc mà giảm cái tỷ lệ mỡ ở trong cơ hay là giảm tỷ lệ mỡ bụng, hay là đó là trên gia cầm đi chẳng hạn. Gia cầm thì chúng ta nuôi gà, gà công nghiệp hay còn gọi là gà trắng, thì chúng ta quan tâm tới cái việc mà chúng ta giảm tỷ lệ mỡ bụng và nâng cao cái chất lượng quầy thịt tốt. Chức năng thứ tư đây là chức năng có một cái yếu tố đặc thù mà trước giờ chưa ít người quan tâm là axit amin lại có tính dẫn dụ thức ăn. Đây là một trong những cái chức năng mới và ít người biết tới. Thì axit amin, đặc biệt là arginine, là có tính dẫn dụ hay là còn gọi tính ngon miệng. Người ta lấy là thí nghiệm trên con cá đuôi vàng hay là còn gọi cá vây vàng về cái những cái axit amin khác nhau để ta xem coi cái tính ngon miệng nó như thế nào hay tính dẫn dụ đối với là những cái con cá vây vàng. Thì ta thấy được là axit amin thì nó có những cái dạng, ví dụ như dạng này là dạng cơ bản hay còn là basic cơ bản hay gì là dạng trơ hay gì. Axit amin có tính axit. Thì trong số axit amin thiết yếu thì ta thấy axit amin mà cơ bản thì có độ ngon miệng cao nhất so với lại axit amin có tính axit và dạng trơ. Thì ở trong cái axit amin cơ bản thì chúng ta có những cái loại ví dụ như là histidine, arginine hay là lysine. Thì ta thấy được là histidine là có tính dẫn dụ cao nhất, kế đến là arginine và lysine. Như vậy nếu mà chúng ta cân đối đủ những cái loại axit amin ví dụ như lysine, arginine hay là histidine thì khẩu phần thức ăn cá hay thức ăn tôm của chúng ta có tính dẫn dụ rất là tốt. Gần đây thì chúng ta thấy được là rất là nhiều người quan tâm tới cái việc mà sử dụng histidine và arginine trong thức ăn cho cá biển, đặc biệt là những cái khẩu phần mà sử dụng nhiều khô đậu nành lên men, những khẩu phần sử dụng nhiều khô đậu nành cao đạm hay còn gọi là SPC đó. SPC là soy protein concentrate để thay thế một phần bột cá, bột xương thịt hay là bột da cầm trong khẩu phần. Thì chúng ta thấy được đây là một cái xu hướng gần đây mới phát triển đó về lại cá biển, tôm và trên cá lóc, những cái con vật mà nó ăn những cái khẩu phần cao đạm. Ngay cả cá điêu hồng, cá điêu hồng gần đây thì chúng ta thấy đã bắt đầu có giá trị kinh tế nó tăng lên và giá cả cũng ổn,
Rồi cá rô thì cá rô, cá lóc, cá kèo. Đây là những cái con cá mà có giá trị kinh tế cao và nhu cầu về đạm trong khẩu phần cũng cao. Đặc biệt là thời gian gần đây bồ cá rất là đắt tiền, nên hầu như cái xu thế mà thay thế bồ cá bằng những cái loại nguyên liệu thực vật là một xu thế tất yếu và ngày càng được chú trọng. Và trong thời gian tới là sẽ có những cái xu hướng là giảm đạm thô và cân đối axit amin trên thủy sản để giúp cho nâng cao cái năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản của Việt Nam chúng ta. Thì chúng ta thấy được là đối với lại con cá bơn thì người ta khẳng nghiên cứu cái khẩu phần là arginine với lại lysine trong cái thành tích chăn nuôi và những cái chỉ số sinh hóa. Thì ở đây cá bơn chúng ta nghiên cứu là ở hai cái khẩu phần arginine so với lại lysine là 1.28% và 2.11%. Nếu mà chúng ta nâng cái lượng arginine từ 1.28 lên 2.11 thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái gia tăng trọng lượng nó cải thiện khoảng 268%. Và ta thấy được là cái gain per feed cũng cải thiện được khoảng 217%. Một con số rất là có ý nghĩa mà trước giờ hầu như chúng ta chỉ thấy được là những cái cải thiện được 50% là đã rất là quý. Và cái specific growth rate hay là tăng trọng riêng biệt cũng cải thiện được khoảng 182%. Tỷ lệ chết thì là cải thiện được khoảng 119%. Như vậy thì nếu mà chúng ta nâng cái hàm lượng arginine lên thì nó giảm được khoảng 19% tỷ lệ chết. Và đây là một cái chỉ số khá ý nghĩa là cái protein retention efficiency, là cái tích tụ protein, tích tụ đạm. Thì khi mà nâng arginine lên trong khẩu phần thì chúng ta sản xuất ra được nhiều protein hơn, khoảng 262%. Vì có một điều chứng minh là chỉ cần chúng ta thay đổi một cái hàm lượng nhỏ arginine từ 1.28% lên 2.11% đó và lại con cá bơn thì là chúng ta cải thiện được hết hầu như tất cả các chỉ số về chăn nuôi cũng như là thành tích chăn nuôi trên con cá bơn. Thì tóm lại cái lợi ích arginine trên động vật thủy sản thì đầu tiên là chúng ta nói về lợi ích truyền thống, đó là lợi ích về dinh dưỡng. Thì arginine là axit amin thiết yếu giới hạn thứ hai đối với loài cá. Do cá thì không có chu trình tổng hợp ure nên là khi cần mà sinh tổng hợp mà để loại thải ure thì arginine là phải cần để bổ sung vào trong khẩu phần. Thì nhu cầu arginine đó thì cao nhất là từ cá đến con gà và tới con heo, là con tôm với lại con cá là hai cái loài mà có nhu cầu arginine rất là cao. Vì arginine có tính đối kháng với lại lysine thì nên là khi mà chúng ta nâng cái mức nhu cầu lysine ở trong khẩu phần thủy sản thì chúng ta phải nên quan tâm đến cái việc mà cân đối lại cái tỷ lệ lysine và arginine cho nó phù hợp, kẻo là chúng ta sẽ gây ra sự mất cân đối khi mà chúng ta nâng cái lysine trong khẩu phần. Về lợi ích chức năng, đây là một trong những cái lợi ích mà ngày càng được đề cập tới, đó là những các loại axit amin tiếng Anh thì gọi là functional amino acid hay còn gọi là axit amin chức năng. Thì lợi ích chức năng thì về giảm stress, arginine giúp tăng cường sự hữu dụng chất dinh dưỡng bằng cách là sản sinh ra nitritoxit giúp nâng cao sự chống chịu stress hay là cái hiệu quả chống oxy hóa beta ở trên trên con cá. Arginine tăng cường cái khả năng thể hiện gen kết hợp cái khả năng chống chịu stress. Chức năng thứ hai mà khá là ấn tượng và cũng như là quan trọng đối với lại thủy sản đó là giảm mỡ và nâng cao chất lượng quầy thịt. Nitritoxit và polyamin thì gia tăng sự hữu dụng của chất dinh dưỡng ở trong mạch máu vận chuyển đến quá trình tổng hợp ở trong mô và giảm quá trình mà tổng hợp lipid và thúc đẩy quá trình oxy hóa beta chất béo, là giúp cho chất béo ở trong cái cơ của thịt nó giảm xuống và cũng như là giảm được tỷ lệ mỡ bụng. Và cái chức năng tiếp theo đó là chức năng nâng cao tính ngon miệng và tính dẫn dụ. Thì axit amin cơ bản thì có tính ngon miệng hơn so với lại các axit amin mà có tính axit hoặc là tính trơn.
Thì arginine là có tính ngon miệng cao thứ hai sau histidine. Đây là một trong hai cái acetamin mà gần đây các công ty thủy sản hay là những người làm những cái chế phẩm dinh dưỡng thủy sản đặc biệt ngày càng quan tâm để người ta bổ sung vào, nâng cao cái tính thèm ăn và tính dẫn dụ của cá với tôm. Phần trình bày đến đây xin kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube LB Quốc để có thêm thông tin bổ ích bằng cách là nhấn vào trong cái nút đăng ký, và để kịp theo dõi hay là cập nhật thêm thông tin thường xuyên thì chúng ta hãy bấm vào cái biểu tượng hình cái chuông để chúng ta nhận được thông báo mỗi khi kênh có những cái bài cập nhật mới, đề cập mới về chủ đề dinh dưỡng vật nuôi, chủ đề dinh dưỡng thủy sản hay là dinh dưỡng về acetamin. Xin chân thành cảm ơn.